Okay, so welcome back to Pandora class. And what games do you like to play? I like playing wings, a slide, and video game. Con là lúc đầu con rụt rè nhưng sau dần dần đấy là con tương tác với cô là tốt hơn. I see the tree. I see a cat. I see an airplane. Con có thấy con yêu tiếng Anh hơn không? Có. Chị thấy con rất yêu. Chị có tìm hiểu trên mạng và qua mấy phụ huynh cùng lớp với con. Yeah. Chị có tìm hiểu mấy trung tâm và cho con học thử và chị thấy cũng không phù hợp với con chị lắm. Nói chung là trực tuyến thì chị cũng tìm nhiều cái phương pháp rồi. Thế nhưng mà vì nhất là chị cũng có mấy bé về học về tiếng Anh, và nhất là khi con chưa được tiếp xúc ở trường và ở trung tâm thôi. Vì khi về nhà thì hầu như là bố mẹ không biết tiếng Anh nên là cái tương tác của con là hầu như là không có. Thực ra thì cái tiếng Anh thì nó là cái ngôn ngữ thứ hai, mình xác định nó như thế. Gia đình thì là muốn cho con là bằng cái sau này có thể là mặc dù là nhà thì đông anh em ba chị em thôi, nhưng mà cũng muốn cho con sau này có thể đi du học hoặc là mình có cái điều kiện ra ngoài tiếp xúc đấy, thì để có cái rất là tích cực sau này. Can you please read this? Great. Eight. Anna. Ten. Wow. Là cái đầu tiên gia đình lo lắng nhất đấy là cái vấn đề là cái giá trị xem có thực sự là cái trung tâm là bởi vì là mình cũng không cái này nó cũng là mới, mình cũng rõ ràng là mới thì nó cũng có cái thắc mắc và không biết là có học có được không, giáo viên như thế nào. Là rồi mình tìm hiểu thì chỉ là như thế nhưng mà không đến trực tiếp ấy. Đấy cho nên là cũng cảm thấy cũng không được tin tưởng lắm. Tại vì là thứ nhất là cái tự tin của con như là cũng chưa được tự tin để giao tiếp. Cái thứ hai là cái chất lượng của giáo viên. Đấy. Và cái vấn đề nữa là học phí, chi phí nó như thế nào. How many rooms in your house? 7 rooms in my house. Wow, so many. So tell me about your bedroom, the color. Con thấy thì con nói là tốt hơn rồi ạ. Ừ. Phần ngữ pháp của con tốt hơn lần trước. Cô Marie bảo là ngữ pháp của con tốt nhưng mà đọc thì cần đọc kém cho nên là phải đọc nhiều hơn. Thì 3 tháng thấy con học nói chị thấy tiến bộ hơn. Mà con thì lại tự đăng ký với cô để học học trong cái thời gian đấy là con học một tuần là 3 buổi theo trung tâm mình ý, nhưng mà con thì lại học cả tuần luôn. Con cảm thấy con hay giao tiếp với con hơn, với cả là con cô cũng lúc mà con không biết từ thì cô cũng chỉ từ cho con ạ. Nhưng là từ các bạn chuyên viên cho đến cô giáo dạy con thì chị thấy là các cô rất là nhiệt tình, chung là chăm sóc con rất chu đáo, hoặc là có vấn đề gì là thắc mắc hay như nào là các cô sẽ xử lý luôn đấy. Nên là vì khi con học với cô, con cũng rất là cảm thấy cũng rất là vui và hào hứng để học. Chị thấy con rất yêu. Và con còn thích mua những cái quyển truyện tiếng Anh mà ngày trước là con không thích đọc những cái đấy, và chỉ có mua cho con một tập truyện đấy vậy về con đọc. Nên
là cái phần tự tin của con là có tiến bộ, nghĩa là cái vấn đề đấy là cũng một phần là mẹ rất vui là con cũng có kết quả rồi. So với những chỗ mà con đã học ấy, thì chị thấy cái khóa học này là chị hài lòng nhất. Về giáo viên, về cái sự tiến bộ của con. Con có thấy con yêu tiếng Anh hơn không? Có. Con có thấy là con yêu tiếng Anh hơn không? Có.